Chiều nay, ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp cùng với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Dân dân tỉnh để thẩm tra một số văn bản trình tại kỳ họp thứ 23 Hội đồng Dân dân tỉnh Sóc Trăng, cùng dự có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại cuộc họp, Ban Kinh tế Ngân sách đã cho ý kiến đối với 8 tờ trình dự kiến sẽ được Ủy ban Dân dân tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Dân Dư dân tỉnh, gồm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2, sử dụng giống dây ODA của chính phủ Đức, chủ trương đầu tư dự án trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Sóc Trăng, chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Lăng Ông, huyện Trường Đề, chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cải tạo đường quyện 47c tỉnh sóc trăng bãi bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2024 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị quyết số 56 ngày 6 tháng 10 năm 2023 của hội đồng dân dân tỉnh trên cơ sở căn cứ pháp lý quy định pháp luật ban kinh tế ngân sách hội đồng dân dân tỉnh thống nhất yêu cầu ngành chức năng điều chỉnh bổ sung một số nội dung cần thiết đối với các tờ trình về đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố sóc trăng giai đoạn 2, chủ trương đầu tư dự án trường trung học phổ thông chuyên tỉnh sóc trăng đối với các tờ trình còn lại cũng được thẩm tra cho ý kiến và thống nhất để trình tại kỳ họp chuyên đề của hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới Lãnh đạo quyền quy Mỹ Tú và các ngành chuyên môn cũng vừa đi kiểm tra khảo sát các công trình trọng điểm trên địa bàn. Đoàn đã đến kiểm tra công trình đường Lâm Trường – Phước Thọ, đấu nối quốc lộ Quảng Lộ Phụng Hiệp. Công trình có tổng chiều dài tuyến hơn 4.400m, tổng mức đầu tư hơn 49,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn sổ số, số kiến thiết tỉnh. Hiện nay, khối lượng thi công đạt khoảng 85% kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9 năm 2024. Đồng thời, đoàn còn đến khảo sát công trình đường quyền 80, trường tiểu học Mỹ Phước E và trường trung học cơ sở Mỹ Phước. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phạm Tuân, Bí thư quyền quyền Mỹ Tú đề nghị các cấp các ngành, đặc biệt là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quyện, cần tích cực đông đốc các đơn vị thi công để nhanh tiến độ, giám sát, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng các xã có công trình cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của quyện để giải quyết các vướng mắc tạo thuận lợi cho quá trình thi công để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch và thời gian quy định. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyền, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quyền kết xuất xảy ra 25 đoạn sạt lở bờ bao đường đanh, chiều dài hơn 600 m Trong đó, quyền đã xử lý gia cố 7 đoạn dài 70 m Các đoạn còn lại đang đề nghị về trên hỗ trợ. Theo dự báo, thời gian tới, nhiều khả năng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở trên địa bàn, nhất là các xã gian sông Hậu. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Di dân Quỹ bang, dư dư Kế sách cùng các ngành liên quan đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các xã Nhân Mỹ, An Lạc Tây, Phong Nẫm và thị trấn An Lạc Thôn. Ngay địa phương báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024. Xem xét tình hình thực tế để có những phương án giải pháp tiếp theo nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về sản xuất đời sống và sức khỏe của người dân. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ tối hôm qua 26 tháng 7, tỉnh đoàn Sóc Trăng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các đồng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tỉnh. Dự lễ có 3 Triệu Thị Ngọc Diễm, bí thư tỉnh đoàn, lãnh đạo các sở ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh và hơn 400 bạn đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ cùng tham dự. Trong thời khắc thiêng liêng và xúc động, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, đồng chí đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước đặc biệt cùng với toàn đảng toàn quân đồng bào cả nước tỏ lòng kính trọng niềm tiếc thương vô hạn đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trong không khí trang nghiêm thành kính những dòng hoa đã được kính cẩn đặt lên đài tướng niệm liệt sĩ tiếp sau đó lãnh đạo các cơ quan đơn vị cùng các chị đại biểu đoàn viên thanh niên đã tuần tự thắp nến tri ân tại khu vực đài tưởng niệm và trên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ